chưa tới sinh nhật mà mình đã được Riot tặng quà rồi các bạn ạ. Một chiếc lõi kim cương mà chỉ cần mình lên cấp là mình sẽ nhận được một tướng 2 sao có bậc là cấp của mình trừ đi 4. Xin chào các bạn, để xem mình chơi cờ với nắng. Spoil luôn món quà xịn nhất mà mình nhận được khi lên 9 với cái lõi quà sinh nhật này là một con bèo vét 2 sao. Nghe thích rồi đúng không? Nhưng mà làm nào để có thể sử dụng cái lõi này hiệu quả, giữ máu lên cấp nhanh lấy quà và cuối cùng là lên 9 nhận tướng 5 tiền 2 sao rồi còn Ron Velvet 3 đấm lốc bi nữa thì phải vào game mới biết được. Hôm nay là sẽ đưa các bạn đi học ở trường đại học Winterfell với huyền thoại son cho bằng bạn bằng mẹ nhé. Mình khởi đầu với một kiếm, một đai, một gậy và các con tướng đấu sĩ pháp sư vì nó dành nhiều quá. Tất nhiên ở trường đại học thì phải lõi kim cương rồi. Các bạn sẽ nghĩ là mình chọn Legend Son rồi thì mình sẽ lấy khuyến mãi kinh nghiệm đúng không? Đúng đúng. No. Mình thích lấy quà sinh nhật cho nó khác bọt cơ. Còn cái cặp đôi hoàn cảnh kia thì lobby của ông chơi rồi. Mình không thích chung đụng cái gì sất, nhất là người yêu. Hợp lý. Up 4 luôn để nhận quà. Wow, một con mọc cây 2. Thế thay vào luôn để đép bằng 2 can trường, 2 phù thủy. Hết sức là suôn sẻ vì cái ông này đang eco. Ba chết còn một sao thì tất nhiên là mình có chiến thắng đầu tiên một cách dễ dàng rồi. Sao mình lên 2 luôn, mình lại phải đổi 2 phù thủy bằng 2 thách đấu. Up 5 luôn để tối ưu lỗi quà sinh nhật và còn để đánh chuỗi thắng nữa thì nó ra thêm một con Samira 2 nữa. Ngon đấy nhớ. Tạm thời lao chính lobby vì quá là nhiều chết lại còn lắm 2 sao nữa. Ông này cũng phải ăn đấm rồi. Ít sai chơi game các bạn nhận ra mình xong rồi chào kìa. Được chào sực lắm các bạn ơi. Càng có động lực để top 1 còn si dở với cả lobby nữa. Mình kinh rồi. Một người anh em thất lạc cũng quà sinh nhật. Bài cũng khỏe chỉ là ít 2 sao hơn mình nên là chiến thắng thuộc về ai thì các bạn biết gì đấy. Được đi chợ thì cũng hết lựa chọn nên là mình phải nhặt cái giáp về để tối ưu giáp lửa củng cố chữ thắng. Thế nhưng mà ngay ra sau đấy thì mình gặp cái nhà cặp đôi chưa lắp đồ gì mà suýt nữa thì cắt chuỗi của mình luôn. Hú hồn nụ vía lên 6 luôn ở 2.6, cái mẹ lại tức. Quà cho cú thăng cấp này là một con vi 2 sao, mình cho ra sân luôn. Lại một nhà cặp đôi nữa nhưng mà chấm hỏi, có chủ lực của ông này cầm đồ nhưng mà lại không kích được cặp đôi nên là mình có chuỗi thắng 5 chiếc lâu quái. Sezua đi say hello trước khi đánh quái nên là mình thay form luôn để nó được ra sân. Giáp lửa chạy cho V2 nhá. Đập đá có luôn một kiếm, cộng một váy, bằng huyết kiếm cho Samira tới Udo. Vẫn chưa gặp ai ngán được vì round này mình hội ngộ cái nhà có lõi ân chủ của Bụt. Vẫn đang eco còn bài thì full 1 sao. Sau cái lõi kim cương xịn sò là một cái lõi bạc khiêm tốn. Muốn đánh tiếp chuỗi thắng để lên 9 thì cầu hồi phục là cái lựa chọn tốt nhất cho mình rồi. Lúc đấy hay đấy. Nhà này Bionia có xét ra máu chiêu phết đấy nhưng mà ông này lại cho Ad cầm đồ đam. Thì cái lượng đam với thời gian là không đủ. Nếu mà ông ý cho Aksan hay là gì thì câu chuyện chắc là đã khác rồi. Ôi giời, ông anh đi cắt chuỗi tôi đấy ạ. 3.3 đáp 7 luôn rồi. Lại còn hắn ra xua vào sân nữa. May là mình có vi cầm giáp lửa đứng ngay trước mặt đứng để giảm lượng hồi phục của nó. Kẻ bất dung thứ nhưng mà lại dung thứ cho Samira với cả Kalista. Nó nhảy bổ vào Warwick và chém điên cuồng. Nhưng mà bị đôi tướng hạ sau của mình focus vào hạ gục đầu tiên. Sejuani chống chịu rất tốt, rất nhiều sát thương nên là nằm xuống sớm. Cầu hồi phục được dành cho vi và mình vẫn giữ được cái chuỗi 8 trước vòng đi chợ. Vẫn là người không có lựa chọn nên là mình lấy cái đem máu về tía lắp đồ tanh. Up 7 và món quà lần này là Aksan 2 sao. Vẫn là một con tướng dùng được. Quà này uy tín, tin chuẩn nhé các bạn ơi. Để xem là cái nhà cặp đôi làm khó mình ở vòng trước giờ còn làm khó được nữa không nhé. Mình mới tuyển thêm một tay cầm đỏ xịn về mà. Sejuani nhà mình nằm xuống đầu tiên. Mọi sự chú ý được đổ dồn vào vi. Khoảng trống mở ra, Aksan kéo nọ. Talia team bạn bay máu. Rắn bắt đầu rồi, team bạn phải giơ cờ trắng đầu hàng thôi. Double Jerry xuất hiện trong cửa hàng, không thể cưỡng lại được, mình cho nó vào sân để kích ra U luôn. Samira về hưu bàn giao lại đồ cho Aksan carry ở giai đoạn này. 3.6 mình gặp một nhà hiệu triệu nhân chưa có tanh. Trời ơi, nói bao nhiêu lần rồi là đánh phép phải build tanh sớm, build tanh trước mình đi ơi. Chứ tanh chưa gì đã bốc hơi như này thì bố Kama cũng không gánh nổi. Nhưng mà như thế thì mình mới có chữ người chọn chữ như này chứ đúng không? Bày sói cho mình mỗi cái gậy, còn đâu toàn tướng là tướng. Bán đi thấy tiền nặng túi nên là mình lên 8 lô cho nó máu. Ui, qua là đây là một con gia vân 2. Không thể chê vào đâu được. Nasus cũng có mặt. Azir đứng ở hàng chờ từ nãy rồi. Các bạn hiểu chuyện gì rồi đấy. Mình thay luôn form 3 Surima, 2 Ferazot, 2 quân sư, 2 dũng sĩ, 2 thiện xạ và 2 đấu sĩ. Phàm những lúc thấy bài mình mắc pinh vô địch thiên hạ thì lại gặp một nhái khỏe vừa lờ. May là ông này lém đá tí vỡ đầu rồi chứ mình vẫn thắng xích sao 2 chết. Không dám cười nữa luôn. Lõi công nghệ cuối cùng là lõi vàng, huy hiệu Surima Sida nhất vì bài mình hướng đến level 9 cơ. Giờ thì mình cũng kích đủ Surima rồi nên là không có nhu cầu lấy thêm. Bài học đắt giá cũng là một sự lựa chọn tốt để lên 9. Nhưng mà bài này thì thừa sức tự lên 9 được nên là mình muốn tìm một cái lõi đánh nhau hơn. Roll hai lõi và lại đắn đo giữa trái tim Ferazot với cả giãn cách xã hội. Cuối cùng thì mình quyết định lấy giãn cách xã hội. Round này mình gặp một ông chơi 4 hiệu triệu nhân mà giờ vẫn còn level 6. Cái xui thứ nhất là lấy hai về trúng thưởng mà vẫn chưa lên được 3 sao. Cái xui thứ hai là gặp ngay mình đang cháy thì lại chúc bạn mình mấy lần sau. Chết một lượt thấy các nhã không còn yếu nữa rồi. Đây là một ví dụ à. Ông anh này rôn cạn rồi có ra su 2, Gwen 2 đều có đồ gánh tim. Nhưng mà gánh không nổi với các tướng còn lại bé nhỏ quá. Và mình đành lấy cái chiến thắng thứ 13.
đi chợ thì cái gì cũng mất, có mỗi cái BF đấy được nên là mình lấy luôn. Lại ông này hoàn ra ngõ hẹp người làm mình hai lần thấp thỏ vì sợ thua. Giờ còn có hạt xếp ba quá trâu quá khác biệt. Liên tục là những cú hất tung kết hợp với cả phi thạch của Talia làm hoàng tanh của mình bốc hơi trong phút 1. Còn Talia này mới 2 sao nhưng mà nó quá mạnh khủng khiếp. Lửa bị dập rồi xong vẫn cứ ăn đấm thêm một round nữa. Ông hiệu trượng nhân này là cái lý do khiến cho cái ông hiệu trượng nhân hai vé trúng thưởng ban nãy không roll được đúng không? Ông này thấy trùng bài xong còn đất thầm roll nữa mà lên 9 luôn rồi. Rất nhiều đồ đến từ round chim luôn. 2 giáp, 1 cung, 1 găng và 1 đai. Quá là ok. Đây mới là món quà mà mình mong chờ nhất đây này. Level 9 và béo vét 2 sao. Quá là dã man chưa? Không còn gì tuyệt vời hơn một con tướng 2 tiền anh nhầm. Nói thế kiểu rồi chứ biết sao giờ. Một con tướng 5 tiền 2 sao xịn bậc nhất cái bản cập nhật này. Lại còn vừa khi nó đít với cả những cái đồ mình đã có nữa chứ. Hân hạnh trao lại đồ carry cho nữ chúa hư không, hoàn thiện giáp máu giáp gai cho gia van và kiếm súng còn lại thì cho a chốc. Nhà kia thiện xã a phe đồ đạc rất ra gì và này nọ nhưng mà thiếu hết cuồng đao, chấm bỏi luôn. A phe không có cuồng đao thì bắn khi nào mới ra đam được. Sự chống trả yếu ớt của nhà bên đấy dần trở nên vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối của Belvet. Say goodbye tiễn bạn ra về với cái tốc 6 luôn. Trận này không có ai chơi Belvet cả nên là mình không cần phải vội tích tiền lại thì Aron 3 sao. Tiếp tục là một cái bóng của nhà thiện xạ đang cháy hụt nhưng mà không thể cản trở được Belvet nhà mình lấy về cái chiến thắng thứ 3 cho mình, tiến gần hơn tới cái ngọn lửa mà mình từng có. Lobby còn 5 nhà và round này thì mình được gặp lại kẻ thù truyền kiếp đã cắt chuỗi thắng rất đẹp của mình. Giờ thì người ta có Belvet rồi tính sao đây. Belvet mổ chết Swain 2 rất nhanh, nó nhập sát để gia tăng sức mạnh. Bên cạnh Javan với 3 đầu tanh là quá đủ để chống chịu được những cú ném của Talia. Còn xếp 3 thì có trâu đến mấy cũng không qua được ải này. Không có xếp phù thủy như mất linh hồn và chỉ muốn chết ngay lập tức. Belvet thực hiện điều ước cuối cùng của Talia bằng 2 cú nhập sát cho cặp đôi này lên tiên đàng cùng nhau luôn. Không nhận được Belvet ở chợ nên là mình lấy Cassante cầm ấn đồ tẻ về. Roll nhẹ để thay lại form thì mình bắt được Cassante 2. Cảm ơn vì sự công hiến này nhưng mà đã đến lúc hoàng tử Demacia Javan nên nghỉ ngơi để Cassante ra trận rồi. Muốn né cũng không né được, giờ là lúc xem ai sẽ được cháy tiếp nhé. Có ma diễn ra, Cassante làm tốt khi mà đẩy được Sejuani của đối thủ và chống chịu được sức tấn công của Afe. Belvet bị cản trở bởi dàn trên nhưng mà lỡ hở đã được tìm ra khi mà Taric nằm xuống. Belvet nhập sát rồi tiến gần hơn tới Lissandra và Ash, nhanh chóng kết liễu hai con tướng này. Nó nhập sát Ash trong lúc Uvot và Sen vẫn bận đánh tìm mình. Xong xuôi thì Belvet mổ qua carry chính của đối thủ là Afe. Afe nằm xuống, Belvet liên tục hồi máu. Ông tham diễn ra, nó mổ nhanh hơn và đau hơn mới có thể kết liễu được cái con tướng Uvot với cái huyết kiếm ánh sáng này. Khá là vất vả nhưng mà người được trái tiếp là mình các bạn ạ. Gặp đá thủ trước khi đánh rồng ngàn tuổi, tuy là mới xếp 2 với cả Talia 2 thôi nhưng mà ném xíu là Belvet của mình phải nằm xuống rồi. Tại vì là mình chủ quan xếp cùng bên với cả xếp với cả Talia nên là nó bị ném liên tục. Dù vậy thì mình vẫn thắng 2 chết đủ để tiễn nhà này về với cái tốc 4. Rồng ngàn tuổi cho mình cái huyết kiếm để Achok cầm không hơn. Cassante lần này là mình hơi thất vọng vì không để được Seju ra khỏi sân. Xong rồi lại còn mất skill lần thứ 2 khi mà đang đá kẻ địch thì bị chết. Belvet nhập xác và nhập thẳng vào tầm ngắm của Afe. Con tướng 200 năm liên tục xả những cái tia thăng hoa lên khiến nữ chúa đau đớn. Lửa chưa cháy được bao lâu đã tắt rồi. Mình tiếp tục để thua cái nhà cặp đôi hoàn cảnh vì ông này lên được phù thủy đá 3 sao ném vỡ đầu cái đội nhà mình luôn. Về round thêm để update đội hình thì mình lên được Achok 2, xếp lại bài để tránh việc Belvet bị focus ngay lập tức. Thế nhưng mà nó vẫn chưa thể thoát khỏi tầm ngắm của Afe. Mình tiếp tục thua cái bóng nhà thiện xạ và còn lại 35 máu. Chợ lần cuối mình nhặt chùy xuyên phá để phá bất giác của đối thủ. Sau đấy thì cũng update được Rai 2 và bắt được về Belvet thứ 6. Với việc update cả đội hình và cả đồ thì lần này Achok bắt được chơi thoải mái hơn. Cassante cũng làm tốt phần việc của mình, còn Belvet thì nhập sát cũng hay và né được Afe của nhà họ nữa. Nhà còn lại thì gặp bóng của mình nên là lấy kết thúc 3 rồi. Tầm giờ còn 36 tiền thì khó để roll được Belvet 3 nên là mình quyết định bỏ con Belvet có đồ ra thay một con không đồ để nhớ ông kia một trận. Sau quá kinh tế dư giả thì mình roll sẽ khả quan hơn. Ông kia cũng hiểu ý hỏi mình là có roll 3 không. Mình dạ có rồi, xong ý đầu hàng rồi như lão lừa. Thằng chó, mày lừa bố mày. Chắc boy à, hỏi sao không cho roll thì hỏi làm gì. Cái không, trận này mà mình lên được Belvet 3 thì hết nước chấm rồi. Quà sinh nhật tuyệt vời thì kiếm mà lại set ending. Tại cái ông kia nhá, coi như là mình lên 3 rồi, không có nhưng. Giờ vẫn còn tức nhưng mà thôi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn chơi game có tâm, đừng có tội như cái ông kia nhá. Mỗi người cho mình xin một like an ủi đi.